cần nghe nửa đời thanh xuân. Chào quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh của em nhá. Đó, và ngày hôm nay thì em lên sóng cho tất cả các bác một con súp hơi bạn 40 hàng của DBOTIC với cái giá rất là hợp lý luôn. Đó. Ok. Đối với cái con này thì ngày hôm nay em bán cho tất cả các bác với cái giá chỉ có 5.500.000 thôi. Coi lại là hàng mới, gọi là gần như là 99%. Tại sao có giá rẻ như thế? Thì là con này thì em có nhập lại của một bác khách hàng. Bác mới mua của em chắc chưa được 2 tháng. Mở đối với con này sử dụng thì về nhà bác thì chắc bác mở được có 5-7 lần à. Đấy. Hàng còn mới nguyên hộp xốp cho anh em nhé. Giá thị trường bây giờ đang dao động là 6.500.000. Đấy, em thu lại bao nhiêu thì em bán lại cho tất cả các bác như thế. Đấy. Mới có 2 tháng thì chưa thể là có tình trạng gì lắm. Ok. Tất cả các cái mọi chỗ đều còn zin nguyên bản luôn, chưa một vết xước. Ok. Con này thì sử dụng bus 40 từ 22 cùng 100, hàng chính hãng của DBOTIC này. Ở bên đây còn tem thậm chí còn chưa cào bảo hành anh em nhé. Anh em về vẫn kích hoạt bảo hành thì em vẫn bảo hành cho tất cả các bác 1 năm đối với cái con này. Đó. Ok, một mã là 115S các bác nhé. Đây. 115S này. Công suất là 500W đấy. Công suất max là 2000W trở kháng 8 ohm. Giải tần đáp tuyến hoạt động từ 38 cho tới 200Hz, độ nhạy 98dB. Đó, ok. Đây, hai giác lưu trích. Ok, nếu con này thì cực kỳ hot ở bên em luôn. Nếu các bác nào xem những cái video của em thì em đi lắp đặt hàng mới thì gần như là em lắp đặt cái con này rất là nhiều. Rất nhiều luôn. Bao zin, bao xịn, mới tinh 100% cho anh em luôn. Mới sử dụng được có 2 tháng. 2 tháng thì bác chủ này thì ra là em biết. Đó, ở gần nhà em chắc sử dụng mới được có mấy lần thôi. Đấy, đối với cái con này thì giá rất là hấp dẫn các bác, tự nhiên giảm được 1.000.000 đấy, so với lại hàng mới. Con này là gọi hàng lai lưu siêu lướt 99%. Ok, anh em mua thì em cam kết cho anh em nhé, nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Đối với cái con này thì nó phù hợp với tất cả các thể loại nhạc, từ nhạc remix này, cho tới nhạc trữ tình. Nó phục vụ các bác khá là tốt, và đặc biệt là chất âm của nó xuống rất hay luôn nhé. Các bác có chơi con này chất âm xuống sâu cực kỳ luôn. Ok, đầu video thì em có mở một bản nhạc rất là căng, anh em có thể đeo tai nghe lại và nghe và cảm nhận nhé. Còn bây giờ thì em sẽ test thử một bản nhạc vàng để xem con súp này nó hoạt động như thế nào. Và em đang test với con đôi loa DMX bass 25 này, công suất rất là lớn. Bass 25 thôi mà nó đánh ngang với một đôi 30 luôn. Đấy. Nó đánh ngang với một đôi 30 luôn các bạn. Quá mạnh. Ok, bây giờ sẽ thử một bản nhạc vàng mà tiếng bass nhẹ nhàng cho tất cả các bác nghe thử xem con này nó thả ra tiếng bass nó như thế nào nhé. Chỉ với 5.500.000 các bác có thể sắm được một em súp hơi hàng mới chính hãng. Đấy. Các bác muốn đi mua hàng bãi bây giờ thì nó cũng dao động gần cái giá đấy rồi. Đấy, cho tội gì anh em mua con này, thứ nhất là vừa có bảo hành. Thứ hai hàng mới, nghe bây giờ nó ok hơn hàng bãi, em đảm bảo các bác luôn. Em sẽ mở một bản nhạc Ok, xin mời tất cả các bác cùng đeo tai nghe và cảm nhận nào. Đây kênh súp này. Tắt súp này. Mở súp này. Trời đêm dần
đeo tai nghe thì anh em có thể cảm nhận được. Hoặc là anh em đang nghe một bộ dàn thì anh em có thể cảm nhận được, có là tiếng bass nó thả rất là mềm luôn, rất là mềm. Đấy, nó phục vụ tất cả các thể loại nhạc từ remix cho tới là bolero rất là hợp lý luôn. Đấy, anh em mình vào trong gia đình mà ngồi mà nghe những cái bản nhạc như thế này thì không muốn đứng dậy luôn. Ok, này là em bao zin bao xịn cho anh em nhá. Đấy, hàng mới của DBO Cotech này. Này mới sử dụng được có chưa được 2 tháng thôi. Là do là phòng nhà bác chủ quá lớn cho nên là em đã nâng cấp cho bác chủ lên con sub 50. Đấy, và nhập lại cho bác với cái giá là 5 triệu rưỡi. Đó, 5 triệu rưỡi anh em nhé. Giá mới của nó là hơn 6 triệu rưỡi, hơn 6 triệu rưỡi một tí. Đó, tất cả mọi thứ đều còn zin nguyên bản nhé, chưa hề xuất sát, nguyên thùng hộp. Đấy, anh em có nhu cầu sắm con này thì có thể liên hệ qua cho em. Đó, đập khá phê. Con này đập trong gia đình độ khoảng tầm từ 35 đến từ 35 mét vuông đổ về thì nó đánh trong gia đình thì chỉ có phê luôn, không phải nghĩ anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết cái video này của em. Anh em quan tâm đến cái này thì có thể gọi trực tiếp qua cho em. Đó, hoặc là có thể nhắn tin vào số Zalo của em. Đó, cảm ơn anh em đã xem hết cái video. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em đăng trên kênh của em hàng ngày nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video tiếp theo.